Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng. Và trong phần nội dung chính của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về một nghề truyền thống đặc biệt được làm từ thân cây ngô đồng tại mảnh đất Cù Lao Chàm. Đó là nghề đan võng có tuổi đời hàng trăm năm. Và bên cạnh đó, cùng gặp lại vị khách mời quen thuộc của chương trình, nhà báo Hoàng Trọng Thủy, để cùng với chúng tôi bàn luận về câu chuyện bảo tồn và gìn giữ nghề truyền thống. Nhưng trước tiên, hãy cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hình ảnh này là hình ảnh đã quen thuộc trên mạng xã hội những ngày qua. Bất chấp nguy hiểm, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu hai người bị nước cuốn trôi và đưa vào bờ an toàn. Trước hành động này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường. Trong thư biểu dương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh hành động của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Bộ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Giang có các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, đồng thời tiếp tục chỉ đạo đoàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân, qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng dân. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, vừa qua trên thị trường đang lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Không chỉ vậy, tại nhiều điểm bán vàng có tình trạng thuê người xếp hàng để mua gom vàng nhằm đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường vàng và thiệt hại cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có kiến nghị Bộ Công an xử phạt nghiêm trường hợp thông tin đồ này. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước kết hợp với các bộ ngành, chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt việc bình ổn thị trường vàng, trong đó có giải pháp bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC để cung ứng trực tiếp tới người dân. Giải pháp này bước đầu đã phát huy tác dụng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã giảm. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng đã thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Thưa quý vị, vừa qua tại đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô, thành phố Quảng Ninh đã diễn ra lễ khánh thành công trình cột cờ Tổ quốc. Với diện tích là 2.900m² và có chiều cao toàn bộ cột cờ là 16,8m, tổng kinh phí xây dựng là 5 tỷ đồng. Tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đã đoàn kết và đồng lòng, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Cột cờ được xây dựng xuất phát từ ý tưởng của cột cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô lớn. Cột cờ xã đảo Thanh Lân là bản thu nhỏ của cột cờ trên đảo Cô Tô với mong muốn và hy vọng được lồng hình ảnh cột cờ của thủ đô Hà Nội, của đảo lớn tiền tiêu trong hình hài của xã đảo. Theo thiết kế công trình, cột cờ Tổ quốc trên đảo Thanh Lân được xây dựng trên diện tích 2.900m² và có chiều cao toàn bộ cột cờ là 16,8m. Đây là công trình có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện đảo. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tiếp tục bảo vệ, giữ gìn, phát huy công trình thiêng liêng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, khu vực cột cờ Tổ quốc sẽ là nơi tổ chức các sự kiện có ý nghĩa quan trọng của địa phương, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, vừa qua lễ hội Sóng nước Tam Giang 2024 với những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú và đa dạng đã thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài tỉnh cùng tham quan, vui chơi và giao lưu, tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại các điểm diễn ra lễ hội. Các hoạt động tại lễ hội đã đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Trong chương trình văn nghệ đêm khai mạc và bế mạc với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ trên sân khấu giữa mênh mông sóng nước, sự lung linh huyền ảo của phá Tam Giang, các hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức đã đem đến cho du khách những cảm nhận và ấn tượng đẹp, khó phai về vùng quê Quảng Điền. Tại lễ hội, người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng 80 bức ảnh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Nét đẹp Quảng Điền qua ảnh lần thứ hai. Các tác phẩm đã giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, phong cảnh, lễ hội truyền thống ở Quảng Điền.
các hoạt động lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân. Với những kỳ quan lịch sử đầy giá trị, đến vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên cũng như là sự bình yên hiếm có, Việt Nam đã được tạp chí du lịch The Travel Canada đề xuất là một trong 10 điểm đến hàng đầu nhất định phải ghé thăm ở khu vực Đông Nam Á. Theo The Travel, bề dày lịch sử, nền văn hóa đặc sắc, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến Việt Nam trở thành một trong những đất nước tuyệt vời ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, những cánh đồng lúa bát ngát, những khu chợ nổi độc đáo càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho đất nước hình chữ S xinh đẹp. The Travel cho biết, phở Hà Nội, các đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha hay vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long chỉ là một vài trong số vô vàn điểm hấp dẫn đang chờ đợi du khách Việt Nam. Trước đó, tháng 1 năm 2024, The Travel Lopat, một trong những trang thông tin về du lịch có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, đã đánh giá Việt Nam là nước an toàn nhất, đồng thời là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn nhất ở khu vực châu Á trong mùa du lịch năm 2024. Theo bài viết, năm 2024 sẽ là năm du lịch của châu Á, trong đó mọi sự chú ý của du khách quốc tế sẽ đổ dồn vào Việt Nam. Thưa quý vị, từ xưa cây ngô đồng đã gắn bó với nhiều làng quê Việt và mang đến một hình ảnh thanh thoát nhưng cũng đầy quý phái bên những kiến trúc cổ xưa. Nếu như ở Huế thì cây ngô đồng hiện lên với hình ảnh cao quý và được mệnh danh là loài hoa cung đình gắn với hình ảnh vương triều nhà Nguyễn, thì tại Cù Lao Chàm, loại cây này lại có ý nghĩa rất đặc biệt và gắn với đời sống hàng ngày của mỗi người dân xứ Quảng. Vâng, đúng là như vậy chị Quỳnh Anh ạ. Và cây ngô đồng thì là loài cây đặc hữu ở đảo Cù Lao Chàm thuộc tỉnh Quảng Nam. Cách đây hơn 300 năm về trước thì các cư dân sinh sống tại đây đã dùng thân của cây ngô đồng để tước thành sợi mỏng, quay tròn rồi đan thành võng đấy ạ. Và những chiếc võng được tạo ra từ cây ngô đồng thì rất là mềm mại này, ấm vào mùa đông và lại còn mát về mùa hè nữa. Qua bao đời nay, người dân Cù Lao Chàm vẫn cố gắng để lưu truyền nghề đan võng thủ công và xem đó như là một vốn di sản quý giá được chắt chiu từ thiên nhiên và đôi bàn tay khéo léo của con người. Du khách tới Cù Lao Chàm, ngoài tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, phong phú của khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận này, còn ấn tượng với nhịp sống bình dị và đậm nét văn hóa bản địa của cư dân trên đảo. Đặc biệt là hình ảnh những cụ già ngồi đan võng bằng vỏ cây ngô đồng. Nghề thủ công được lưu truyền nơi đây đã hơn 300 năm nay. Cái này là cái đồ cũng như là cổ ra, nó thiệt cái vỏ cây. Mà biết họ biết lồn ra cái giảng đây, nó rút mồ hôi trộm rồi, nó thiệt, làm nó khỏe người đó. Chứ hồi xưa nhà nào cũng có hết đấy, cộng đoàn hết. Nói chung là cả bà già, bà mô, người già chị học cộng đoàn nó giảng hết. Dù được xem là nghề thủ công tiêu biểu cho đời sống văn hóa và tri thức dân gian đặc sắc của người dân trên đảo, thế nhưng nghề đan võng ngô đồng cũng đang đứng trước nguy cơ mai một, khi cả đảo chỉ còn vài cụ già thạo nghề. Do quy trình làm võng kỳ công, từ khai thác, sơ chế vỏ cây thành sợi cho đến khi hoàn thiện một chiếc võng, mất từ 3 đến 4 tháng trời, nên dù có giá thành lên tới hàng chục triệu đồng, nhưng những người trẻ cũng không mặn mà theo học nghề. Cũng trông cho cái đoàn em, đoàn con, đoàn cháu mình á, để đi cho nó theo dõi, nó học, mà nó động viên nó khó khăn quá nè. Phía hơi nữa là thu nhập nó không có bao nhiêu. Để giữ nghề truyền thống đặc biệt này, những năm qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực quảng bá, đa dạng hóa các sản phẩm thủ công từ cây ngô đồng và giới thiệu vào các chương trình tham quan, trải nghiệm cho du khách khi tới Cù Lao Chàm, cũng như tổ chức lễ hội hoa ngô đồng đỏ thành sự kiện văn hóa thường niên. Ngoài cái việc là trình diễn nghề đan võng ngô đồng thì chúng tôi cũng đang vận động cho các cụ, tức là làm thêm những sản phẩm mới, có thể là bằng những túi sách hoặc là những cái vỏ đựng bình nước hoặc là những chiếc mũ để mà phục vụ du khách, từ đó thì sẽ nâng cái thu nhập. Ủy ban thành phố giao cho phòng kinh tế, cơ quan quản lý ngành thì trực tiếp, tức là hướng dẫn liên quan đến việc đó, là có thể là đã thành lập hợp tác xã, rồi vận động khuyến khích hỗ trợ cái việc giữ nghề, duy trì nghề, quản lý, kiểm tra để đảm bảo cái việc khai thác nó phù hợp nhất. Nghề đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm mới đây đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây được xem là điều kiện tốt để thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của di sản độc đáo này.
Vâng ạ, và có thể thấy là mặc dù có thời điểm đứng trước nguy cơ mai một, thế nhưng mà những người dân nơi Cù Lao vẫn luôn bền bỉ với nghề, cùng với đó là sự chung tay của chính quyền địa phương trong việc quảng bá và phát huy giá trị văn hóa của nghề đan võng Ngô Đồng truyền thống qua các sản phẩm du lịch đa dạng. Và việc gìn giữ di sản này cũng chính là gìn giữ và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn của khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Tuy nhiên, để có thể phát triển bền vững nghề đan võng thì cũng như là lan tỏa đến những thế hệ mai sau, bản thân người dân cũng như là chính quyền địa phương cũng cần phải có những định hướng lâu dài và mang tính thiết thực. Cụ thể vấn đề này ra sao, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn với một vị khách mời rất quen thuộc. Xin được giới thiệu với quý vị nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Mới. Xin được cảm ơn nhà báo đã có mặt trong trường quay của chúng tôi ạ. Vâng, xin chào quý khán giả. Dạ vâng ạ, thưa nhà báo, có thể thấy là nghề đan võng Ngô Đồng là một cái nghề đã trở nên truyền thống từ bao đời của người dân tại Cù Lao Chàm, và thậm chí là nghề này thì cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Tuy nhiên thì ở miền Bắc chúng ta thì có lẽ là vẫn còn khá là lạ lẫm với cái nghề truyền thống này. Vậy thì nhà báo có thể chia sẻ kỹ hơn về cái tính độc đáo của nghề truyền thống đan võng Ngô Đồng tại Cù Lao Chàm để cho quý vị khán giả cùng được biết không ạ? Ở cái đất nước hình chữ S này thì nó có hai cái loại võng phổ thông. Đạ. Một là võng đay ở cái khu vực ở phía Bắc và võng vải ở cái khu vực ở đồng bằng Nam Bộ. Thế còn ở miền Trung thì chúng ta cũng vừa biết là có hình ảnh của cái võng được đan bằng sợi cây Ngô Đồng. Mà hai nữa thì nó lại ở Cù Lao Chàm. Nó tách biệt với lại cái thành phố Đà Nẵng và Hội An. Nhưng gần đây có du lịch mới phát triển ra cho nên là ít người biết thì nó cũng là chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu nhìn sâu vào cái võng này thì chúng ta thấy nó có ba cái điểm độc đáo so với lại võng đay và võng bạc. Nếu võng đay thì người miền Bắc ấy là trồng cây đay rồi cũng lấy sợi rồi là dệt như võng như thế này. Cơ mà võng bạc thì nó lại là nguyên liệu bằng vải, nguyên liệu của công nghiệp. Nhưng cái võng này thì chúng ta biết thì nó lại làm lấy cái vỏ của cái cây Ngô Đồng là thân gỗ. Để như vậy là người ta bóc trước để người ta ngâm như là cái cây đay để người ta lấy sợi. Thì cái việc đầu tiên của nó là về mặt nguyên liệu. Cây đay thì chỉ trồng một năm có một vụ thôi. Nhưng cái cây này về nguyên liệu thì người ta có thể là đốn cái cây đi. Sau đó nó lại mọc trồi lên và người ta có thể là thu hoạch đến đôi ba năm về sau. Như vậy là cái nguyên liệu của nó là nguyên liệu tự nhiên. Thứ hai nữa là nó ở cái vùng Cù Lao Chàm ấy, thì nó lại có nắng, gió, bão. Cho nên là cái sợi của nó rất là dẻo dai, bền. Và cái võng ở đây ấy, thì nếu như là người ta đan bằng 6 sợi thì nó có thể có độ dài, là độ bền của nó có thể được 15 đến 20 năm. Như vậy là cái độc đáo, cái đầu tiên của nó là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái sợi của nó rất là mềm. Thế cho nên là nằm võng là nó êm. Nó đặc biệt hơn cái tính độc đáo ở đây là theo như cái người dân Cù Lao Chàm thì cái sợi này là nó có thể là chống được bệnh cùi, chống được bệnh phong và chống được người mà bị ghẻ nằm thì nó cũng khỏi. Như vậy là rõ ràng là ngoài cái yếu tố nằm mát ra thì nó còn có một cái yếu tố như là ta hiểu với nhau như là chữa bệnh. Đấy là cái nét độc đáo riêng có của cái võng này. Nếu như chúng ta nhìn cái cây Ngô Đồng mà đến tháng 7, tháng 9 nó trụi lá đi rồi. Thì cả một cái vùng đồi này nó như vậy là mênh mông một cái màu đỏ. Đó chính là những cái đặc điểm. Và chính từ những cái đặc điểm đó thì cái du lịch nó cuốn hút được về Cù Lao Chàm. Những năm gần đây là số lượng càng tăng lên. Và nhiều người cũng đã bắt đầu biết đến cái võng được dệt bằng cái sợi cây Ngô Đồng. Những cái phân tích vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì quý vị khán giả sẽ càng hiểu hơn cái sự độc đáo của những chiếc võng mà được làm từ sợi của cây Ngô Đồng như thế nào. Chính vì thế nên là nhân dân địa phương ở đây cũng rất là mong muốn để có thể giữ được lửa nghề truyền thống nữa. Và bên cạnh cái sự bền bỉ của người dân thì chính quyền địa phương cũng tham gia rất là tích cực vào công tác này. Họ cũng đã phát triển rất là nhiều những cái sản phẩm làm từ cây Ngô Đồng khác nhau, rồi là tổ chức cả những cái lễ hội hoa Ngô Đồng đỏ nữa. Thì không biết rằng là nhà báo có đánh giá như thế nào về cái cách làm của địa phương này ạ? Tôi cho là cái cách làm này phải ghi nhận một cái sự cố gắng toàn diện của chính quyền địa phương trong cái việc tạo việc làm, thế rồi là tăng thu nhập cho người dân và giữ được cái sản phẩm đặc sắc cái của Cù Lao Chàm. Cái yếu tố đầu tiên của nó và giữ được việc làm và có thu nhập phải yếu tố là người tiêu dùng phải biết xong là người ta mới tìm hiểu cái võng này được sản xuất như thế nào.
chất sự lợi chất sợi của nó ra làm sao. Thứ ba rồi người ta mua thử, người ta nằm thử thì ở đó là chính quyền như vậy đã có những cái khu vực du lịch để trải nghiệm, đúng không? Võng thì nhìn thấy, có nghĩa là đã biết rồi. Thứ hai là nằm để trải nghiệm. Thứ ba đó là tổ chức du lịch để cho nhiều người biết. Và đến bắt đầu mới đến một cái công đoạn nữa là người ta quyết định mới mua. Như vậy là cái quá trình dẫn dắt để mà tạo ra thị trường chính là lan tỏa cái hình ảnh làng nghề của Cù Lao Chàm. Tôi cho là cách làm này là bài bản. Và nó mang một cái dáng dấp gì đó khá hiện đại của một cái truyền thông cho cái tiêu dùng của các nông sản quý hoặc cái là sản phẩm của công nghiệp. Ở đây thì tôi ấn tượng hơn ấy, là ở Cù Lao Chàm thì vào tháng 7, tháng 9 dương lịch khi mùa hoa của nó nở thì người ta để tổ chức cái lễ hội hoa Ngô Đồng. Thì như vậy thực ra là bản chất của nó để kéo nhiều khách du lịch đến để người ta biết và người ta có thể là mua và tiêu dùng ở cái sản phẩm này. Tôi cho rằng là cái cách làm của các anh cấp ủy và chính quyền của địa phương ở Cù Lao Chàm nhanh, nhạy và bắt kịp với cái sóng hiện đại. Chỉ có một cái điều nữa ấy là cần phải mở rộng nó ra nhiều các cái nhóm hàng từ những cái sản phẩm của sợi cái cây ngô đồng này thì nó mới ứng với lại cái thời kỳ hiện đại. Và chính bằng nhờ đó thì chúng ta mới có thể là tạo ra việc làm thu nhập và cái người ở cái vùng đấy sống được bằng cái nghề đan võng thì chắc chắn rằng là nó sẽ có những cái bước phát triển. Và nếu như không giải quyết được vấn đề đó thì nó cũng sẽ mất đi cái sự hấp dẫn. Dạ vâng ạ, thưa nhà báo, và để có thể chúng ta gìn giữ được những cái nghề truyền thống và đặc biệt là cái nghề mà đòi hỏi cái sự tỉ mỉ như là cái nghề đan võng ngô đồng như thế này thì cần phải có những cái thế hệ trẻ để có thể tiếp nối và để giữ nghề. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái bài toán khó mà không chỉ có ở người dân Cù Lao Chàm mà rất là nhiều làng nghề hiện nay cũng đang gặp phải. Vậy thì theo nhà báo, chúng ta cần phải có những hoạt động nào để có thể định hướng cũng như là khuyến khích thế hệ trẻ có thể nối những cái nghề truyền thống như này? Tôi cho ai là phát triển cái nghề truyền thống hiện nay nó rất khó, chứ không phải chỉ dừng lại là khó. Cái khó chính là thị trường, và khi thị trường nó đã hạn hẹp lại và cái lối sống của hiện đại nó lên thì chắc chắn là nó sẽ giảm đi. Bây giờ là toàn những làng nghề, toàn những người rất là già, 70 tuổi, trên 70 tuổi bắt đầu còn làm để cho nó vui và thêm thu nhập. Bây giờ là nối nghề là một cái, là gần như nó phải là một cái chiến lược. Thì tôi chọn là có ba cái việc mà cần phải thúc đẩy cái nối nghề. Cái việc thứ nhất đây là những người, lớp người này còn lại mà giỏi về tay nghề nó còn rất ít. Vậy thì để cho người ta truyền lại cho những cái người trẻ thì trước hết là người già thì cũng phải phụ cấp cho người ta những cái công dù nó là rất ít. Cái hai là người học nghề thì không nên là thu một cái tiền gì, mà nếu như huyện, nếu như xã có tổ chức cái lớp học nghề thì hãy dùng cái ngân sách của địa phương hỗ trợ. Mà chúng ta cho rằng chỉ có khi nào mà người đi học mà người ta không phải đóng những cái góp ấy và người ta có lòng đam mê thì chắc chắn thì mới chuyển lại được. Nghĩa là hai bên đều gặp nhau. Cái điều thứ hai nữa ấy là phải gốc gác của nó phải giáo dục một cái tình yêu đối với quê hương, đối với đất nước, và đặc biệt là cái xây dựng nông thôn mới chính là cái nơi đáng sống của quê hương mình. Khi người ta đã có được một cái tình yêu ấy thì người ta sẽ sẵn sàng ở lại ngay tại cái địa bàn đấy để người ta làm giàu cho quê hương. Thì cái số lượng ấy tuy là ít, nhưng ít đó thì nó lại là những cái viên ngọc lấp lánh để bảo vệ cái nghề này. Thì thật sự nó mới xuất hiện những người đam mê, những người học nghề và những người giữ nghề và nối nghề. Cái điều thứ ba nữa là cố gắng phát triển cái giao thương về điện tử để làm sao cái hình ảnh, cái võng hình ảnh này nó được đi nhiều nơi ở trong nước và kể cả quốc tế. Và dựa trên cơ sở đấy thì bắt đầu mới kết nối, mới có thể bán được. Và chính là người ta lao động có đồng tiền để sống được thì đó chính là những cái nối nghề cao nhất. Dạ vâng. Tuy nhiên cùng với câu chuyện nối nghề thì tôi thấy rằng là hiện nay có rất là nhiều làng nghề truyền thống mà họ cũng đang đứng trước nguy cơ mai một và họ rất là phải chật vật trong cái khâu là tìm đầu ra cho sản phẩm. Mà lúc nãy nhà báo cũng có đề cập đến rồi, sản phẩm truyền thống thì tiêu thụ ngày càng khó đấy ạ. Vậy thì làm thế nào để nếu như chúng ta vẫn muốn nhân rộng những cái làng nghề như thế này, chúng ta phát triển, gìn giữ, bảo tồn những cái giá trị văn hóa rất là lớn, thì liệu rằng là chính quyền địa phương sẽ có những cách nào để mà cùng chung tay giúp đỡ hay không ạ? Nó có rất nhiều các cái giải pháp, tôi chọn nó bốn cái cơ bản. Cái việc thứ nhất đấy là làng nghề, hiệp hội làng nghề truyền thống của Việt Nam cần phải quy hoạch lại. Cái quy hoạch ấy nó lại được gì ạ? Được kết nối với lại các cái khu du lịch. Đó chính là tạo điều kiện để cho như vậy là du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Người ta đến thì bắt đầu nó mới có thị trường, nó mở mang. Như vậy là cái bài toán đầu tiên là chúng ta phải quy hoạch lại. Cái giải pháp thứ hai á,
chúng ta phải định vị lại cái hàng hóa của truyền thống. Nếu như cái nào mà không thể phát triển được thì chúng ta cố gắng truyền nghề, truyền nối nghề và xác định nó chỉ ở một cái phạm vi nhất định để khỏi phải lãng phí. Thế còn cái nào mà phát triển được thì dứt khoát là phải đầu tư cho nó. Mà đã đầu tư cho nó phải đầu tư từ đầu đến đuôi. Cái giải pháp thứ ba nữa ấy là phải quảng cáo những cái hình ảnh của mình, những cái tiện ích của mình. Kèm theo đó là một cái câu chuyện để làm sao thu hút được người ta biết, người ta tìm hiểu. Và khi người ta biết tìm hiểu thì người ta mới thử và người ta mua. Và cái giải pháp thứ tư nữa ấy, đó là phải tôn vinh những thợ giỏi, những người giỏi, những thợ trẻ mà người ta bám đến cái nghề đó ở quê hương. Tuổi trẻ chỉ được khuyến khích và trở thành động lực và người ta tạo việc làm. Khi cái niềm tin của người ta nhìn vào thế hệ đi trước, được sống nhờ nó, giàu lên nhờ nó. Đó là các cái yếu tố quan trọng nhất mà hiện nay các cái làng nghề truyền thống phải thực hiện. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ đến từ nhà báo Hoàng Trọng Thủy ạ. Vâng thưa quý vị, và theo những người làm trong ngành du lịch thì cộng sinh cùng với ngành công nghiệp không khói là một lối mở cho nghề đan võng. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới khi mà nghề đan võng Ngô Đồng trở thành di sản, giá trị của nó sẽ được trân trọng hơn và dư địa sinh tồn của nó cũng sẽ được rộng mở. Và ngày càng nhiều du khách sẽ ghé Cù Lao Chàm trải nghiệm nghề cùng với sự độc đáo xung quanh loài cây Ngô Đồng. Cùng với đó thì sản phẩm có thể được xuất khẩu với giá cao bởi nó có thể kể câu chuyện không chỉ gói gọn trong chuyện nghề, chuyện về loài cây mà phảng phất hơi thở của cuộc sống cư dân xứ đảo. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã có những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và quý vị cũng đừng rời mắt khỏi màn hình, trong phần tiếp theo của chương trình chúng tôi sẽ cùng chuyển tới quý vị những thông tin liên quan đến đặc sản Ô Cốp với đặc sản chuối Vân Nam. Thưa quý vị, Vân Nam là một xã nằm ven sông Hồng. Nơi đây thì được mệnh danh là thủ phủ chuối của huyện Phúc Thọ. Chạy dọc trên các con đường thôn xóm của xã Vân Nam, đâu đâu thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những vườn chuối xanh mướt. Người dân sẽ tận dụng triệt để đất ở trong vườn nhà để trồng chuối. Với 240 hectare đất nông nghiệp, trong đó thì 120 hectare trồng chuối, mỗi tháng hợp tác xã Vân Nam thuộc xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã cung cấp cho thị trường khoảng 30 tấn chuối sạch và thu về gần 250 triệu đồng. Vâng ạ, và để có được cái thành tích đó thì đó chính là nhờ có người dân đã chọn những cái giống chất lượng cao này, rồi là quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn Việt Gáp, sau thu hoạch và áp dụng công nghệ tiên tiến xử lý chuối chín đều, bảo đảm được độ ngọt. Hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam, xã Vân Nam của huyện Phúc Thọ cũng đã xây dựng thành công thương hiệu chuối Vân Nam, nhờ đó mà đã góp phần đưa chuối Vân Nam từng bước chinh phục thị trường. Đặc biệt là sản phẩm này cũng đã được chứng nhận Ô Cốp 3 sao và đạt được niềm tin trong lòng khách hàng tiêu dùng trong nước cũng như là xuất khẩu. Chuối Vân Nam có đặc điểm quả to, khi chín có vị ngọt đậm, mùi thơm nhẹ. Đặc biệt, chuối là cây có giá trị đầu tư khá thấp, dễ trồng, thu hồi vốn nhanh nên rất phù hợp cho đa dạng khả năng tài chính cũng như trình độ sản xuất của nông dân, rất thuận lợi để mở rộng sản xuất, phát triển mô hình theo hướng hiện đại. Hiện nay, hợp tác xã Vân Nam gồm 254 thành viên, sản xuất trên diện tích khoảng 240 ha, trồng chủ yếu là giống chuối tiêu hồng, nuôi cấy mô không biến đổi gen của Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương, tiêu thụ dưới dạng trái cây tươi trên thị trường Hà Nội và xuất khẩu sang một số nước với sản lượng 30 tấn mỗi tháng, thu về 250 triệu đồng. Từ chỗ tổ chức sản xuất tốt, đầu tư công nghệ sau bảo quản, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam đã đẩy mạnh liên kết tiêu thụ chuối sạch. Và định hướng trong thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc để chế biến chuối sấy dẻo, chuối sấy lạnh nhằm nâng cao giá trị, hướng đến mục tiêu sản phẩm Ô Cốp, tức là chương trình mỗi xã một sản phẩm 5 sao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đến nhiều thị trường khó tính khác. Dạ vâng ạ, và cùng với đó thì ngành nông nghiệp cùng với địa phương thì cũng đã hỗ trợ hợp tác xã đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển thương hiệu chuối Vân Nam gắn với đặc sản địa phương. Và tiếp theo chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng khám phá hang ốc kỳ bí tại thung lũng Lân Ti trong tiểu mục Đường về nhà. Nằm trong khu rừng đặc dụng Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn, thung lũng Lân Ti được coi như là một kỳ quan thiên nhiên ẩn sâu trong rừng đặc dụng Hữu Liên, thung lũng Lân Ti. Đến với nơi đây thì ai cũng sẽ bị choáng ngợp bởi địa hình đa dạng, phong phú khi mà vừa có những dãy núi rất là cao, hang động, lại vừa có hồ nước uốn lượn quanh thung lũng hay là những thảo nguyên cỏ xanh mướt trải dài cùng với đàn ngựa thư thái đang gặp cỏ đấy ạ.
Vâng, chị Ngọc Trâm biết không ạ, cái điều đặc biệt ở thung lũng Lân Ti đó là mùa nào ở đây thì cũng sẽ có một cái vẻ đẹp riêng. Vào những ngày mùa hè, mùa thu thì thung lũng ngập tràn nước và trở thành một chiếc hồ mênh mông, trong vắt, soi bóng mặt hồ là bóng núi rừng. Những hàng cây xanh ngắt đã tạo nên khung cảnh thơ mộng khiến cho du khách phải ngất ngây và sững sờ, ngỡ mình đang lạc vào miền cổ tích. Và đến mùa đông và mùa xuân thì nước trong hồ sẽ rút dần xuống để lộ ra một thung lũng cạn với thảm cỏ xanh mướt chạy dài bất tận. Và nếu như quý vị vẫn chưa có dịp biết đến thung lũng Lân Ti của tỉnh Lạng Sơn thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi du lịch qua màn ảnh nhỏ trong tiểu mục Đường về nhà quý vị nhé. Chỉ cách Hà Nội hơn 100 km với khoảng hơn 2 tiếng lái xe là du khách có thể đến với thung lũng Lân Ti, nơi được ví là thiên đường cho những câu chuyện cổ tích. Thung lũng Lân Ti gây ấn tượng mạnh với du khách vì nơi đây có địa hình đa dạng, phong phú với những dãy núi cao, hang động, hồ nước thơ mộng uốn quanh thung lũng, hay những đồng cỏ bằng phẳng trải dài trên thảo nguyên. Nổi bật phải kể đến mắt thần Lân Ti, hay còn được biết đến với cái tên núi thủng Lân Ti, là một ngọn núi đặc biệt nằm trong thung lũng Lân Ti thuộc rừng đặc dụng Hữu Liên, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Điểm độc đáo của ngọn núi này là có một lỗ thủng lớn xuyên qua hai mặt núi, tạo nên một hình ảnh giống như con mắt đang nhìn xuống núi rừng Hữu Lũng. Mắt thần Lân Ti mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn, thu hút bất kỳ ai bởi sự hùng vĩ và đoạn đường chinh phục đầy thử thách. Bên cạnh đó, những du khách đến đây có thể khám phá hang ốc kỳ bí với thạch nhũ siêu đẹp. Đặc biệt, một hoạt động cực kỳ hấp dẫn dành cho du khách đam mê mạo hiểm, thích sự chinh phục, đó là abseiling, tức đu dây, chinh phục mắt thần Lân Ti từ độ cao gần 400 mét. Bên cạnh những hoạt động như leo núi, đu dây, cắm trại, khám phá hang động, trèo sắp, bơi lội, du khách còn có thể lưu trú, khám phá văn hóa, đời sống sinh hoạt của đồng bào tại làng sinh thái cộng đồng Vũ Liên,